Bị bóng đè nên vui hay buồn? Ở đây có ai từng ngủ mà bị bóng đè chưa? À, biết là chưa rồi, ai có giơ lên giùm cái. Đó, rất nhiều, 1, 2 trên lầu đâu ạ. À. Ú, trời đất ơi, bóng nó chảnh quá trời, ấy lộn. Bị bóng đè chảnh quá trời luôn. Thì, thí dụ mà người nói cho em nghe đây là những người bị bóng đè rồi, thì cái lúc mà bóng đè thì mình như thế nào? Good choice. Ê, đáng lẽ là lúc đó mình phải sợ chứ anh ơi. Khoan, anh bị bóng đè đúng không? Bóng gì đè anh? Bóng tâm linh hay bóng giới tính? Mà đè ổng phê. Trời đất